Xin chào quý vị, anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô bác anh chị đến với video tiếp theo của mình. Trong video ngày hôm nay, mình chia sẻ một cái câu chuyện hy hữu. Đó là bố vợ Việt Kiều thuê côn đồ dạy dỗ con rể như quý vị. Và thực sự thì mỗi một gia đình cũng đều có những cái câu chuyện riêng của từng người. Nhưng cái câu chuyện này thì rút ra những cái bài học nhất định cho những ai mà không giữ được cái đầu tỉnh táo như quý vị. Và câu chuyện này thì được diễn ra như thế nào? Mời quý cô bác anh chị mình cùng theo dõi. Không còn những giây phút huy hoàng ngồi xe hơi hạng sang làm việc với các đối tác trong nước, ông Việt Kiều Mỹ Nguyễn Văn Huỳnh phải đến tòa bằng chiếc xe đặc chủng chở phạm nhân. Chỉ vì không kiềm chế được bực tức, ông Việt Kiều đã không tiếc tiền, gửi ngay hàng ngàn đô la về nước để đầu tư cho việc dạy dỗ anh con rể. Anh Trần Văn Cường và chị Nguyễn Thị Nhung là một cặp vợ chồng đẹp đôi ngụ tại ấp Bình Thuận, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hai vợ chồng sống với nhau khá hạnh phúc dù kinh tế còn khó khăn vất vả. Quyết tâm vượt khó, anh Cường vay mượn bạn bè xây dựng và mở quán Đông Hồ, thuê nhiều tiếp viên về phục vụ khách ăn nhậu, khiến việc kinh doanh lên như diều gặp gió. Khi kinh tế gia đình khá lên, cũng là lúc nảy sinh mầm họa. Vợ chồng bắt đầu sứt mẻ tình cảm. Cường thay đổi tâm tính, hay đánh vợ và cư xử bất kính với bà Nguyễn Thị Hai. Cường là cháu rể, vợ chồng Cường ở chung với bà Hai. Đất đai, nhà cửa đều thuộc sở hữu của bà Hai. Những hành vi vũ phu, ngược đãi của Cường đều được Phùng Xuân Hải, sinh năm 1978, người yêu em gái vợ Cường mật báo cho ông Nguyễn Văn Huỳnh, sinh năm 1946, Việt Kiều Mỹ, bố vợ của Cường. Biết chuyện, ông Cường bực tức báo Hải, có dân xe ôm nào biết đánh nhau thì gọi đến đánh cho Cường một trận để hù dọa, ngăn chặn đừng để nó đánh vợ con nữa. Hải nhận lời và yêu cầu ông Huỳnh cung cấp tiền. Thấy Hải nhiệt tình, ông Huỳnh gửi ngay đô la về nước cho Hải xử lý ông con rể. Hải cầm tiền đến gặp Nguyễn Văn Kiệt, sinh năm 1977. Hỏi thuê người đánh Cường. Kiệt đồng ý dẫn Hải đến gặp Huỳnh Ngọc Tuấn, sinh năm 1972, và các tên Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 1976, Đinh Văn Hải, sinh năm 1974, cùng thỏa thuận đánh anh Cường, gãy tay, gãy chân với giá 3,5 triệu đồng. Ngày 7 tháng 7, Nghĩa cùng với Đinh Văn Hải và kéo thêm tên Trí, Dũng, không rõ địa chỉ, đi taxi đến quán Đông Hồ để đánh anh Cường theo thỏa thuận. Cả bọn ngồi nhậu và bàn nhau kêu anh Cường đi mua rượu theo yêu cầu rồi tính sổ nạn nhân khi có cơ hội. Anh Cường chiều khách, lấy xe máy chở hai con là cháu Thùy 8 tuổi và cháu Đăng 6 tuổi đi mua rượu. Khi về đến cổng công ty Sài Gòn Hà Nội, anh Cường bị Nghĩa và Đinh Văn Hải phục kích sẵn xông ra, dùng gậy tầm vông đập tới tấp vào người. Cháu Thùy cũng bị đánh trúng mặt. Anh Cường chi hô lên, cả bọn rồ ga chạy thoát. Trận mưa gậy khiến cháu Thùy bị chấn thương đầu, di chứng suy nhược thần kinh, tỷ lệ thương tích là 11%. Sau khi dạy cho Cường một bài học, ông Huỳnh gọi điện hỏi Hải và được Hải cho biết Cường vẫn chứng nào tật nấy. Ông Huỳnh lệnh cho Hải tiếp tục thuê người đánh Cường đến lúc nào hết tật hành hung vợ con mới thôi. Khoảng tháng 7, Hải tiếp tục thuê các tên Hứa Văn Phát, sinh năm 1973, Phạm Văn Tường, sinh năm 1967, Phùng Xuân Hải, sinh năm 1978, và Lê Hoàng Hữu, sinh năm 1974. Bọn chúng đến quán Đông Hồ quan sát cụ thể
rồi ra giá chém anh Cường là 20 triệu đồng. Hải đồng ý. Ngay sau đó, ông Cường gửi về cho Hải gần 1.000 đô la. Hải đưa trước cho Tường 8 triệu. Ngày 26 tháng 7, Tường kéo quân lên Bình Dương tìm cơ hội chém anh Cường. Khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, khi anh Cường đi chợ về đến ngã tư Hòa Lân, thì Tường và đồng bọn áp sát xe. Tên Lê Ngọc Tâm dùng mã tấu chém anh Cường 2 nhát vào vai trái và cẳng tay phải. Anh Cường hét lên kêu cứu. Cả bọn phóng xe tẩu thoát về Sài Gòn. Anh Cường được bà con đưa đi cấp cứu và chịu tỷ lệ thương tích 6% vĩnh viễn. Nghe Hải nói, Cường vẫn tiếp tục đánh vợ. Ông Huỳnh giận tím mặt, tức tốc gửi thêm đô la về nước, kêu Hải thuê côn đồ đánh Cường cho đủ quá tam bà bận. Hải đến gặp các tên Lữ Văn Nhật sinh năm 1968, Phạm Minh Châu sinh năm 1979, Trịnh Thanh Tùng sinh năm 1982, Nguyễn Giang Thanh sinh năm 1980 và thỏa thuận mức giá đánh anh Cường là 3 triệu đồng. Khoảng 20 giờ ngày 20 tháng 8, Tùng cùng đồng bọn đi bộ vào nhà anh Cường, mượn cớ hỏi thăm người quen, rồi bất ngờ rút mã tấu chém vào người anh Cường. Anh Cường hoảng hốt đưa tay đỡ và hét lên. Tùng và đồng bọn nhanh chân tẩu thoát. Kết quả giám định cho thấy tỷ lệ thương tích của anh Cường là 3%. Sau nhiều lần bị chém, anh Cường bắt đầu nghi ngờ và tìm hiểu. Phát hiện ra sự thật phũ phàng, anh Cường liền làm đơn tố cáo ông bố vợ Nguyễn Văn Huỳnh và cậu em vợ tương lai Phùng Xuân Hải thuê giang hồ chém người. Trong một lần về nước làm ăn, ông Huỳnh đã bị tạm giữ để điều tra. Với những chứng cứ rõ ràng, ông Huỳnh cùng 13 tên du đãng đâm thuê chém mướn bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Trước tòa thì 15 bị cáo đều cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Ông Huỳnh vô cùng ân hận về hành vi phạm pháp của mình. Không chỉ khiến gia đình con gái tan nát, bản thân phải đi tù, mà ông còn gián tiếp gây ra vết thương không thể chữa chạy cho cháu gái của mình. Ông Huỳnh hiểu mình đã mất tất cả chỉ vì những phút giây nóng vội. Đau đớn hơn là tiếng nấc của cô con gái khi chia tay ông ở sân tòa. Sao ba thương con, thương cháu lông nổi vậy ba ơi. Quý vị, anh chị và các bạn cũng vừa được nghe xong một câu chuyện hết sức là hy hữu. Đó là ông bố Việt Kiều thuê giang hồ dạy dỗ con rể. Khi mà nghe tin là con rể có hành hung con gái của mình, và ông bố vợ này đã không giữ được bình tĩnh và đã thuê giang hồ đâm chém nhiều lần như quý vị, và đã dẫn đến thương tích cho anh con rể này. Và không chỉ anh con rể mà ngay như cháu gái của ông này cũng đã bị thương tật 11%. Thực sự đây là một câu chuyện rất là buồn, bởi vì chỉ vì một phút nóng giận thôi nhưng mà dẫn đến một hậu quả, đó là gia đình con gái thì tan nát, ông này thì đã phải đi tù sau một lần về Việt Nam, và anh con rể thì cũng đã gọi là mang nhiều cái chấn thương, cùng với đó là cháu gái thì cũng mang chấn thương trong người nha quý vị. Nói chung đây là một câu chuyện mà thực sự khi nghe xong có thể rất là nhiều người sẽ có những cái ý kiến bình luận trái chiều nhau. Có những người thì có thể là trách anh con rể là đã đối xử với cô con gái ông Việt Kiều kia không ra gì, dẫn đến là ông này đã có những cái hành động sai trái và vi phạm pháp luật. Và cũng có người thì cũng sẽ cho rằng là ông Việt Kiều này cũng đã nóng giận và dẫn đến những cái hậu quả khôn lường như quý vị. Nhưng mà đặt một cái địa vị nào đó thì cũng có những người thì cho rằng là cô con gái kia thì cũng đã chịu những cái hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà cô này thì cũng đã nhẫn nhịn, rồi cũng mong muốn là có cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Và thực sự thì cái câu chuyện này cho ta được thấy nhiều điều.
đó là mỗi một gia đình thì cũng có một cái hoàn cảnh khác nhau nha quý vị. Lúc mà anh con rể với cả cô con gái kia lấy nhau thì trong nghèo khó, và họ đã gọi là tự tay làm nên cơ đồ. Nhưng mà khi làm nên cơ đồ rồi thì cái anh chàng con rể kia thì thay đổi tính nết. Đôi khi thì trong gia đình có những cái khúc mắc hoặc là những cái tranh cãi nhỏ dẫn đến những cái hành động nó chưa được tốt cho lắm. Cái vấn đề này thì chỉ có người trong nhà với nhau thì có thể hàn gắn được với nhau thôi. Chứ còn đối với những người ngoài thì họ cũng chỉ đưa ra những lời khuyên. Còn lại thì những người trong gia đình thì họ có thể nghe hay không thì mỗi người có một cái nhận thức riêng nha quý vị. Chứ còn đối với cái vấn đề mà thuê côn đồ gọi là dằn mặt anh con rể như thế này thì với cái bản thân mình cũng không đồng ý với cái trường hợp như thế này nha quý vị. Bởi vì khi mà đã làm như vậy rồi và khi anh con rể đã phát hiện ra được một cái sự thật phũ phàng như vậy và dẫn đến thì gia đình tan nát. Rồi nếu như mà kể cả anh này có biết là bố vợ mình thuê giang hồ chém mình như vậy thì liệu rằng anh ấy còn có thể sống chung được với con gái ruột của ông này hay không? Rồi các cháu ông này thì sao? Và nói chung cái kết thì nó cũng rất là buồn nha quý vị. Đó là gia đình thì đã tan nát, cùng với đó thì người thì đã phải vào tù, rồi các cháu thì cũng đã mang thương tật trong người, rồi kể cả như là anh con rể thì cũng phải mang thương tật khá nặng nha quý vị. Và cùng với đó thì có 13 người đứng ra giúp sức ông Việt Kiều kia thì cũng phải đối diện với tù tội nha quý vị. Và cái kết thì cũng không ai mong muốn cả. Video hôm nay mình muốn gửi tới quý cô bác anh chị. Cũng mong quý vị sau khi theo dõi video này xong, quý vị cảm thấy như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.